Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh youtube.com Nguyễn Xuân Ngọc. Và trong cái chia sẻ hôm nay thì mình xin chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật rất hay. Cái thủ thuật này thì nó không liên quan gì đến cái việc kiếm tiền với YouTube cả. Cái thủ thuật này thì nó phát sinh trong cái vấn đề mình làm việc, và mình thấy là mình cần đo một cái diện tích bất kỳ của một cái địa điểm nào đó thì mình phải làm như thế nào. Thì cái việc đo diện tích của một cái địa điểm thì nó sẽ phục vụ cho cái hoạt động chuyên môn của bạn nếu mà nó có liên quan. Thì ở đây làm thế nào để bạn có thể đo được diện tích của một cái địa điểm bất kỳ? Thì chúng ta sẽ dùng đến cái công cụ của Google, đó chính là công cụ Google Map. Để vào được cái Google Map này thì các bạn có thể đánh cái địa chỉ trực tiếp của nó là cái map google.com như thế này, hoặc là các bạn có thể đánh google.com/maps như thế này nhé. Thì cái nào thì nó cũng đưa chúng ta đến cái địa điểm này thôi. Và ở đây thì để làm cho các bạn một cái ví dụ minh họa thì mình sẽ đo cho các bạn diện tích của cái hồ Xuân Hương. Đây là cái hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn bất kỳ một cái địa điểm nào khác để các bạn có thể đo nhé. Ở đây thì mình muốn làm cho các bạn một ví dụ minh họa. Nếu các bạn tìm một cái địa điểm nào đó mà không có cái diện tích thì chúng ta có thể dùng cái cách này để mà đo. Thì đầu tiên thì nếu mà các bạn muốn tìm cái địa điểm chính xác thì chúng ta có thể gõ vào cái địa chỉ như thế này. Nếu mà các bạn chưa thấy nó xuất hiện trên bản đồ, ví dụ mình sẽ nhập vào nhé. Mặc dù mình đã thấy trên bản đồ rồi, hồ Xuân Hương ha. Đây, hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt nhé. Thì khi mà các bạn đánh cái search ở đây thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái địa điểm ngay ha. Đưa ta đến cái địa điểm ngay, tuy nhiên là nó, các bạn xem thử nó đúng chưa nha. Thì đây chính là cái diện tích, đây chính là cái địa điểm hồ Xuân Hương tại thành phố Đà Lạt. Và mình sẽ tiến hành đo thử là cái diện tích của cái hồ này thì nó sẽ chiếm là bao nhiêu nha. Để đo được cái diện tích này thì chúng ta cần phải thao tác cho nó đúng. Ở đây thì chúng ta có hai chế độ, một là chúng ta có thể dùng chế độ vệ tinh để nhìn nha, hai là chúng ta có thể dùng ở cái chế độ bản đồ như thế này. Thì mình sẽ để ở cái chế độ bản đồ này để mà đo nha. Một hồi nữa thì mình có thể chuyển qua lại cũng được. Ở đây các bạn nhấp vào đây thì mình sẽ chuyển qua lại giữa cái chế độ bản đồ và chế độ vệ tinh nha, chế độ nào cũng được. Rồi mình sẽ chuyển sang chế độ bản đồ cho dễ nhìn. Thì để đo, bắt đầu đo thì chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên, bước thứ một là các bạn sẽ nhấp vào một cái địa điểm bất kỳ trên cái hồ Xuân Hương này mà chúng ta muốn đo. Thì để đo cái hồ Xuân Hương thì chúng ta sẽ đo theo cái tuyến đường mà nó đã định sẵn như thế này nha. Rồi các bạn nhấp vào một cái địa điểm bất kỳ trên bản đồ ở cái hồ Xuân Hương này, nhấp trái nha các bạn. Chúng ta sẽ nhấp trái vào một cái địa điểm bất kỳ, và sau đó thì các bạn nhấp phải và chúng ta sẽ chọn là đo khoảng cách. Rồi như vậy là chúng ta đã thực hiện hai bước. Một là chúng ta sẽ nhấp trái vào một cái địa điểm bất kỳ trên cái tuyến đường của vòng quanh cái hồ Xuân Hương này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nhấp chuột phải và ấn vào chọn đo khoảng cách. Cái bước thứ ba là chúng ta sẽ chọn những cái điểm ở trên bao quanh cái hồ Xuân Hương này nha. Thì các bạn chọn cái địa điểm càng gần thì cái việc đo nó càng chính xác, tại vì nó có những cái khúc cua nha. Nếu các bạn chọn ở đây thì nó sẽ xéo ở đây thì nó sẽ mất cái đoạn này, đúng không? Và nếu các bạn lỡ mà các bạn nhấp sai thì sao? Lỡ thì nhấp sai thì chúng ta nhấp chuột trái vào và chúng ta kéo nha. Chuột trái và chúng ta kéo. Rồi, mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Đây. Rồi, các bạn chỉ cần nhấp chuột trái thôi, những cái đoạn nào mà nó thẳng như thế này thì các bạn có thể nhấp dài nè. Đây. Còn những cái điểm cong thì các bạn nên nhấp những cái điểm ngắn thì nó sẽ không có bị sót. Rồi. Cứ thế chúng ta sẽ tiếp tục nha. Đấy, các bạn thấy khi mà các bạn nhấp lên đây thì ở phần dưới này nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái khoảng cách, đó chính là cái km nha các bạn. Lúc nãy giờ mình những cái chấm tròn mà mình bấm ở đây từ điểm đầu tới điểm cuối như thế này thì nó đã được gần 3 km, và nó đổi luôn cho chúng ta cái đơn vị là dặm, 1,83 dặm. Rồi mình sẽ tiếp tục.
Rồi, như vậy là khi các bạn chọn đến cái điểm cuối cùng này thì dưới này nó vẫn chỉ hiện ra cái khoảng cách là km thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ còn một cái bước cuối cùng nữa nha các bạn, một bước cuối cùng nữa mà các bạn không làm thì nó sẽ không ra. Bước cuối cùng đó là gì? Là chúng ta sẽ nhấp chuột trái vào cái điểm mà chúng ta ấn đầu tiên, có nghĩa là cái điểm bắt đầu đó. À, bây giờ mình sẽ làm nha, các bạn sẽ nhấn chuột trái vào cái điểm đầu tiên của mình nha. Rồi, sau khi các bạn nhấn đến cái điểm đầu tiên, khi mà các bạn bắt đầu đo, thì các bạn nhìn ở đây, cái phần tổng diện tích nó đã xuất hiện cho chúng ta. Đây, đây là tổng diện tích của chúng ta là 543.000 m², và cái khoảng cách của nó là khoảng gần 5 cây số nha, gần 5 cây số, nghĩa là cái hồ Xuân Hương này diện tích 543.000 m² và cái khoảng cách của nó là khoảng gần 5 cây số. Như vậy là chúng ta đã đo được cái diện tích của hồ Xuân Hương. Và với cái cách này thì các bạn có thể đo khoảng cách của bất kỳ một cái địa điểm nào, ví dụ như là cái sân golf đây chẳng hạn, hoặc là một cái điểm nào nhỏ hơn. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách đo. Một cái vấn đề nữa phát sinh là nếu các bạn muốn đo một cái diện tích nhỏ hơn của cái hồ này thì chúng ta làm thế nào? Ví dụ các bạn chỉ muốn đo một cái đoạn chỗ này thôi, hoặc là đo nửa cái hồ, hoặc là một cái phần ba cái hồ, hoặc là một cái đoạn cong của cái hồ Xuân Hương này thì chúng ta làm như thế nào? Thì trên cái những cái chấm mà các bạn đang làm thì chúng ta sẽ tiếp tục để mà chỉnh sửa lại nha. Thì khi mà các bạn nhấp chuột trái vào đây thì một cái điểm của các bạn nó sẽ được xóa đi, đúng không ạ? Như vậy thì nếu các bạn muốn đo một cái diện tích bất kỳ của cái hồ này thì trên cái cơ sở này thì chúng ta sẽ nhấp vào đây ha. Các bạn cứ nhấp chuột trái để chúng ta xóa những cái điểm đó đi nha. Đây, được chưa? Các bạn cứ nhấp chuột trái vào và xóa những cái điểm đi để chọn tới cái điểm mà chúng ta cần đo. Ví dụ là các bạn chỉ muốn đo điểm này thôi. Như vậy là chúng ta đã có được một cái diện tích mới cho cái phần đo của cái hồ Xuân Hương này. Và cái diện tích mới đó chiếm khoảng 275.000 m², và cái khoảng cách là khoảng tầm 2,7 km. Như vậy là các bạn thấy là trên cái lựa chọn ban đầu thì chúng ta có thể tùy biến nó để mà đo một cái diện tích mà khác bất kỳ. Đây, nếu các bạn thêm một cái chấm được chưa, và những cái chấm này thì chúng ta cũng có thể kéo nó lên ha, kéo nó lên, ví dụ các bạn kéo nó lên đây, hoặc kéo đến một địa điểm bất kỳ. Và nếu các bạn muốn đo lại cái hồ này thì chúng ta cứ nhấp chuột trái ha. Các bạn nhớ ha, chúng ta sẽ nhấp chuột trái ở trên cái điểm này và chúng ta sẽ kéo đi, thì chúng ta sẽ lại hình thành được một cái diện tích đo mới nha các bạn. Đó, thấy chưa? Đấy. Và những cái điểm này càng gần thì cái việc đo nó càng chính xác. Đây, nó sẽ đo được chính xác những cái đoạn cong. Còn nếu chúng ta dùng đường thẳng thì các bạn thấy là đường thẳng thì nó sẽ ngắn hơn nha. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đo một cái diện tích bất kỳ của một cái địa điểm nào đó trên bản đồ của Google. Thì hy vọng là cái chia sẻ này nó không liên quan đến cái việc kiếm tiền với YouTube, nhưng nó sẽ là một cái trải nghiệm cho các bạn, một cái kinh nghiệm cho các bạn khi mà các bạn gặp phải cái vấn đề cần đo một cái diện tích bất kỳ nào đó. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái chia sẻ sau.